mày hoàng rồi anh em ơi. Ui trời chép. Mày lấu chó. Chép anh em. Trôi điên. Hằng anh em ơi. Hằng. Cũng được. Đó, nó ăn điếm như có con hồi nãy giờ. Cái cần 36 hồi nãy giờ luôn á. Hằng đem tự xử được. Đó, nó ghim. Chụt cho nó chạy. Anh em ơi, ú. Chụt cho giữa hồ rồi đâu. Cái cần nó cám xuống giữa hồ này, ú, nó chạy lên em này, cái cần này. Nó cám này, ú. Không, để em tự xử được không? Vượt em vô em cũng được. Vượt em ơi. Nó chạy kìa, ú, con này bự á, con này phải 3 ký á. Chiến lợi phẩm anh em ơi, vượt qua con suối đứt bắt con rắn liền thôi thôi nha. Bây giờ sẽ lũ mày có sẽ ok. Hello anh em. Lê đi đầu nguồn đúng rồi anh em. Biết sao hồi nãy qua cái suối anh em thấy con rắn không, mà mình đi trước mình thấy con rắn chạy qua mình không dám làm gì, thì biết sao mình cái thằng chở rắn, mình thấy rắn mình sợ mà chạy qua mình không biết con rắn gì, mà anh em đâu biết con rắn gì đâu, lửa nó rắn hổ rắn gì đâu biết, tưởng đâu con rắn gì rắn độc đâu, mình đâu có dám làm gì đâu anh em, mình bỏ mình chạy qua mình lo lên cơ đất không đi sao không thấy con dẫn xe xuống ba đâu chập đuôi không quay. Quay nhiều xong bắt liền con đó dậy lên em, có sẽ ta về ngoắn á, sẽ ta tối nay có món rán nướng hay là rán có mớ ở chỗ sau lưng này gì đó, có rau má nhiều lắm, mớ rau má xinh lắm ngay chỗ bìa luôn anh nè, ngay chỗ bìa chỗ ngay trong rừng cây ngay chỗ bìa đó ê có đốm rau má xinh lắm. Ừ. Này đi nướng ngon anh em ơi. Đây, mồi gì đây? Như mỗi khi. Bắp sợ anh em. Ừ. Anh em thấy không? Bắp còn mình luộc còn bắp nè, xả xuống luộc chín rồi nè anh em. Mình xả xuống nó sẽ mình ngâm với lại luộc hương anh em. Mình ngâm với luộc hương, nếu anh em có gì thì anh em có mùi có gì đó thì anh em ngâm vô. Ví dụ như tinh chất gì đó anh em ngâm vô. Rồi anh em xỏ nó ngắm vô trong cái bắp, anh em xỏ nó lưu ổ lâu. Quýnh trường hợp quýnh, nói chung là cái bài mùi này là quýnh lan xê hay là quýnh xỏ lưu ổ, hay là anh em quýnh dịch vụ, nói chung là quýnh cái gì cũng được hết. Là bài mùi này mình hay xả, hay sử dụng để trị. Cái gì ạ? Để mình trị có con anh em, hồ có con nhiều. Gió quá không biết nói anh em nghe. Bắp sỏ này mình câu thì mình câu như bình thường anh em, mình câu lục hương với lại cắm chim thôi nè, câu cắm chim với lục hương bình thường anh em, mà nhỏ cho bài rồi mình câu thôi, để mình sỏ ra này, ở đây nói chung nước có sâu nên là sâu lắm.
xong. Thì mình xóa trong qua, mình xóa trong cái phao xíu. Còn cắm phao thì đây mà kim này. Để mình nha, cho lục hương vô nè. Cho lục hương vô mới ngâm cắp chim nha. Rồi xong rồi, anh em bóp anh em câu nha. Nói chung là cho lục hương cũng như mỗi khi anh em mình cho đó anh em. Nói rồi chứ mình nói trong mồi mình không giấu. Điểm câu thì bình thường thôi. Điểm câu thì cái này là trong nguồn nước ngang. Mình sẽ đi từ dưới. Mình sẽ có một cái trục đường chính, là cái đường phía trên sẽ là cái đường chính. Đường chính vô hồ anh em vừa đạp. Còn phía dưới này nó sẽ có một cái đường đi qua một cái cầu anh em. Là cái đường đi vô làng. Thì mình sẽ đi cái đường đó. Mình đi mình qua khoảng 4 con suối. Qua con suối thứ tư là vừa qua là sẽ gặp một cái chuồng bò, là anh em rẽ thôi. Rẽ cho đó lên cái dốc là xuống cái dốc là tới. Anh em nào không, anh em nào muốn đi không biết chỗ muốn đi thì cứ mạnh dạn nhắn tin cho mình là mình sẽ chỉ chỗ đi, chỉ anh em đi. Bây giờ mình cũng tranh thủ mình bóp cám rồi mình câu thử, rồi mình chuẩn bị cám rồi hết rồi mình câu rồi anh em. Cái này sẽ quấn đêm, quấn đêm nha anh em. Giờ này chắc cũng khoảng tầm 2 giờ mấy, 2 giờ 20 cho anh em thấy này, 2 giờ 20 anh em, 2 rưỡi rồi. Đây quấn đêm. Bây giờ mình bóp cám mình câu đây, có gì hẹn anh em xí nữa nghe. Giờ cũng 5 giờ mấy rồi anh em ơi. Mấy anh em nấu cơm ăn. Đây có một mớ rồi mớ. Lấy bất gì nấu canh anh em ơi. Không đem gì hết. Đem đồ nấu nướng này kia thôi. Nên là có gì là xài cái đó. Bất rồi mớ rồi này. Nấu canh anh em ơi. Cũng xinh lắm, rồi mớ xinh lắm. Rán nè nè, đó, rán mình bắt lúc sớm đó. Giờ thui đi, lông lục do. Đánh giả nha mọi người, không được, rán cũng ok ở đây nè. Rán lẻ nè. Rán, làm xong rồi anh em, rau mỡ. Thịt rán, bên đây có món thịt rán ăn. Số 1 luôn á. Bữa nhờ không có rán ăn, lên hồ có rán ăn anh em. Vô địch. Bên kia nó làm kêu mấy thanh niên, tối nó còn ở đó luôn mà, đâu có về đâu. Nó nói chuyện sớm đêm mà. Ngủ đó hả? À, nó ngủ đó chứ. Ý là qua hồ nó ngủ đó rồi nói chuyện sớm đêm. Cơm ở đây mà. Cơm. Cơm ở đây mà. Có bụi. Cố gắng ăn đi chứ, mai không có nữa đâu. Xúc xích này mà. Có một á. Cà cà luôn. Có mày đem hết. Mùi bữa nay đây nè. Có hộp. Có hộp kho khế. Có câu nước ngon. Mì tôm ra máu.
Bờ rắn thì xíu nữa xong anh em. Rồi lên hầm. Đánh hầm đây đầu nè. Ở dưới đó hả? Hầm lần nữa đánh lên hầm. Bắt cái lưng lên hầm rồi. Sao cái này trước? Khế cho chín nè. Chín cho khế người ta ăn sống. Cái ngọt nó biểu chín. Cái ngọt đây. Để mà ăn cơm mực cao lên em ơi. Cực quá. Cực quá. Cơm nước xong hết rồi em ơi. Cao lên em ơi. Cơm cao ban đêm tối là hoàn thiết kế mà anh em ơi, không có thấy được cái sói thì quay cũng cực cho anh em, nên là có gì hay hôm mới quay xem nè, nên tâm cảm nha. Cầu đêm cực lắm anh em, hạn chế tối thui mà em thì thích tôi hô luôn mà thấy gì hết nhưng có gì có gì hai em quay cho em xem nghe. Giờ cũng tối rồi. Mong là bữa nay may mắn, toàn sự may mắn cho anh em. Nếu mà không có cá nghĩa là tới sáng luôn anh em à. Không có cá thì quay anh em xem, không có cá nghĩa là tới sáng luôn. Để nghe anh em. Anh em ơi, trời ơi, giữa hồ rồi đó. Cái càng nó cám xuống giữa hồ này, nó chạy lên anh em này, cái càng này. Nó cám này, nó cám này. Không không, để tự xử được không, vượt em vô em cũng được. Vượt đi, vượt em ơi. Nó chạy kìa, ú, con này bự á, con này phải 3 ký á. Ú, trời nó chạy. Đó, nó chạ. Ờ, chép hay gì á. Ui trời, nó chạ anh em ơi. Ê, đừng chạy qua đó, chạy qua lưới, chạy qua lưới, chạy qua lưới. Dập cái đầu càng xuống kia, rả rả rả, ấy, cái đầu càng đó. Được không, đưa ơi. Đi em, đi em, đi. Thêm lấy cơm giáp chứ, đưa cho anh hai gì nữa. Ừ, nó còn mà. Bắt con đồ đi, đủ quá, phải rồi. Nè, nó vô đây rồi, nè. Kỳ mốt á. Ờ, nó mệt. Chụp cho nó chạ. Nó cần ký á. Ký này, ký mà dài dữ vậy. Sao mà. Nó cám xuống rồi. Sao cũng vậy. Nên em ơi, con này cũng được á. Phê á. Đây nè, để mình thấu em mới quay ra mình vừa. Gì đúng dữ cái thẳng. Nó chạ như cái má mà. Cầm dây, cầm dây đây thì bỏ cái gì con này được ký mấy anh? Con này chắc là ký rưỡi. Ê bự á. Phê anh nè. Vô giùm em với. Lấy cái lồng hút rồi, lấy cái lồng hút đi. Đừng nó nhả ra nghe. Đủ mà nói chuyện. Con nhả ra ra rộng quá, nhả đâu đi. Phê anh em ơi. Đây nè. Để cái này xuống nè. Ta cầm đây cầu xí này, đỡ đổ lắm góc nè. Nó vô đẩy nhẹ lên cái kìa. Qua nó chạy qua đây thì giật cái càng quên chi xíu là nó quỳ nè. Phê. Dùng tay luôn anh em ơi. Phê ạ. Hằng anh em ơi, hằng anh em ơi. Hằng hằng hằng. Cũng được, cũng được. Đó, nó ăn điếm như có con hồi nãy giờ. Cái càng 36 hồi nãy giờ luôn á. Hằng hằng, để em tự xử được. Đó, nó ghim chụp cho nó chạy.
Rồi xảy mẹ rồi. Mới nó cám xuống chả không kịp luôn mà. Quạt lưới luôn rồi. Mới cái lưới xanh này giữa, đúng giữa luôn á. Mẹ nó thiệt chứ. Chắc dữ không? Nó ăn như có con nãy giờ em nói đó. Cái con 36 đó. Lúc phô. Không phải lúc phô mà nó nhíp 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 quát lưỡi mất anh em ơi, chảy mất tức cái mình thiệt cái anh em ơi, quát cái lưỡi luôn để mình thay mồi xong mình cho anh em xem cái lưỡi nè, câu cái lưỡi xanh đó có lưỡi dỗm anh em à, lưỡi xanh đó là cái lưỡi nó dỗm nó bị quát lưỡi miếng à, câu thường xuyên bị quát lưỡi luôn á, nãy giờ đang định lưỡi nó quắt ra luôn rồi, lưỡi trên nó quắt luôn, chắc mè quá, mè chứ nó ăn lưỡi trên mà, hả? Không không thấy nhớt, mình nó lưỡi trên, nó lưỡi trên thẳng luôn mà, chào buổi sáng anh em, phê anh em ơi, có phê. Rồi muốn có muốn nhiều quá nè, lắm nè, muốn nói chung là quýnh, đây đây đây. Nói chung là quýnh ôm hằng nó vô cả đêm quýnh sướng, muốn chảy không? Bắt được có hai con, bắt một có chép với một có trôi. Chảy miết cái này quýnh vô mẹ, chạy được hai đường nó chảy. Ôm cái mẹ vô nhiều quá thiệt. Các bạn đây là quýnh ôm, quýnh trúng mẹ không thôi, qua anh em mình. Quýnh trúng mẹ không, sáng này còn quýnh trúng còn bị chảy nữa, bắt không được. Con sóc đưa lên tới mặt nước rồi, đưa dược vô rồi mà nó mới trả cái xong nó xảy nữa. Quýnh phê nè, ngày nay quýnh phê thiệt. Coi lên có con, có ăn có nhịp phô con này. Tổng kết là hôm quýnh 5-3 nhóc vậy nè. Cái lúc mà cái con cá đầu tiên mình xảy, con cá xảy đầu tiên là nó cám xuống nó thẳng lưỡi đó. Sau này mình tha hết mấy cái lưỡi titan vô hết. Lưỡi titan bả màu, lưỡi số 9 vô sang hòn hết. Quýnh tới quét hết. Đế mẹ, sức rỡ. Có đang ăn, em xóm này có đang ăn nhưng mà nhịp cá con nhiều á. Nên là quýnh cục mồi cứng. Để mình quay cái phao cá con cho anh em xem nghe, cái nhịp cá con nó ăn nghe. Cao xíu nữa về các bạn, nắng lên có nó vô cái cao xíu nữa là chứ con rượt rượt về. Để mình quay cái nhịp phao cho anh em xem nghe. Mày lấu chó chép 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 anh em trôi điên 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 anh em ạ. Úi sao thôi chứ úi sao má nó nhả. Vô chứ thôi chứ à trôi điên anh em ạ. Trôi điên này. Cái nhịp phao này thấy không? Lừ đi xuống. Phê.
Có này chứ có đâu trời. Gì? Bách trôi đi, bách xô bách chống khu lên đây rồi. Cắm đoạn đắt vậy. Bờ đi chứ. Ở đâu mà bò ký mấy chú ơi. Bò ký vô không? Bự không anh? Có gì? Chép. Chép hay gì đó? Phí vậy? Có lên đây nó đồ ăn tự nhiên á, nó không có nhiều đồ. May, hoàn rồi, anh em ơi. Ôi trời, 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 ôi trời. Chép, 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 chép. Nó có chép bi lớn mà nó cám ở dưới anh em nè. Chép này. Gà chứ. Gì gì lên thằng anh em đâu chứ, có lấy coi coi. Đi tại đây đi chứ, qua là chập luôn đồ mẹ. Hơ trăm bò chục con. Bà thương cho gì chứ? Hơ trăm bò chục con nhau. Sao cái dao hay là cái 2 là quý rưỡi. Con này chắc được 2 kg hả?
con này anh có thì anh có luôn cái con này ít nhất 2 kg này. Con này bự anh em. Đồ hơi. Con này chắc cỡ 2 kg á. Con này 2 kg bò. Rồi kíp đêm vừa mới anh. Đây. Đồ đất là nhỏ rồi nha. Tác phẩm của tác giả của tác phẩm. Di vật Di Việt có Di đồ Di đồ bể đó lên nào Di đồ lên nào anh em ơi. Về được rồi đấy. Về được rồi đó. Không bảo đó đi chứ, núi đâu mà bảo đó dùm luôn đi chứ. Đủ mà dỡ cái động coi. Dỡ cái động đưa lên đây. Không đủ mà nó nhả. Bự anh em, con này bự á. Con này chắc á. Đầu hai á. Thấy bự biết rồi. Về anh em ơi, đã đợi đã áp rồi. Hú. Về. Hai ngày một đêm. Có khi à. Có là anh em. Đây. Ở đây. Nước ngon nha anh em. Nước ngon nha, ba tơ nha. Đây. Ở đây. Chép đây anh em. Đó. Chép thì bôi dính gì đây. Chép. Rồi, đây. Kiểu thứ. Ôi trời, ôi trời. Đây anh em. Nè. Chép đây. Chép đây. Đâu đây. Trôi đây, trôi điên đây. Chép đây. Đó. Chép trôi, chép trôi, trôi chép. Trong khi còn sảy nhiều nữa anh em bắt không được. Bự quá. Thả bảo hiểm chà. Quắt lưỡi, bắt không được. Sảy một mớ nữa. Thôi về. Tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở những video tiếp theo. Nhớ đăng ký ủng hộ Trí nghe. Bye bye anh em. Về.